Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, bây giờ mình sẽ ra mồi cho các bạn xem nha. Làm tôm màu xanh nha các bạn. Rồi mình đã tô xong rồi các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn video này mình sẽ tô vào cho các bạn xem. Các bạn ơi, đây tượng của mình hoàn thành rồi.
giây nha. Các bạn ơi, đây tự của mình đã hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ cho mình kênh nhé. Các bạn ơi, đây là tự của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ cho mình kênh nha. Và mình cho xong rồi.